Ok, xin chào bạn đã trở lại với Ria Kia Minh. Ngày hôm nay chúng ta quay trở lại series đó là review account. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với anh chàng 6789 bảo 2D. Và tất cả tôi tưởng bốc này là bảo ZD, mà hóa ra là bảo 2D anh em ạ. Và anh chàng này đến từ quân đoàn 6789 có bông hoa. Và đây là một trong quân đoàn mà tôi nhớ là cũng đã từng tham gia ở trong tay to buổi tối rồi thì phải. Ok, anh chàng bảo 2D này thì năm nay mới 18 tuổi thôi. Nhưng mà anh chàng này khoe với tôi là nạp vào trong game Free Fire hơn 500.000 kim cương. 500.000 kim cương mà quy ra thóc, quy ra VND thì nó rơi vào đâu đó khoảng tầm 100 củ anh em ạ. Vâng, 18 tuổi làm gì nạp 100 củ ở game, quá ghê luôn. Vâng, cái năm mà tôi 18 tuổi trong túi tôi không có quá 50.000. Thế là ông này có 100 triệu để nạp vào trong game anh em ạ. Ok, chúng ta hãy cùng tìm xem thực hư là anh chàng này có đúng là nạp 100 triệu hay không nha. Ok, chúng ta nhìn vào số lượng huy hiệu thẻ vô cực thì có vẻ như những mùa gần đây thì mua khá tiết kiệm. Nhưng mà từ cái mùa ninja đổ về trước thì mùa nào cũng sấp xỉ gần 1.000 cái, 939, 809 và 945 và 705, quá nhiều huy hiệu thẻ vô cực luôn. Và có vẻ như thời gian ở đây thì tiền của anh chàng này có thể tiêu cho một số những cái khác rồi, nên là không thấy có nhiều huy hiệu thẻ vô cực nữa. Ok, đây là chỉ số team 4, tỷ lệ giết trên chết là 2.82 và tỷ lệ headshot của anh chàng này là khoảng 18%, cũng là một tỷ lệ khá là bình thường như cân đường hộp sữa mà thôi. Đây là bảo 2D và có vẻ anh chàng này đã từng lên rank huyền thoại rồi, khi mà tôi thấy là điểm rank của mùa này anh ta cũng ở mức kim cương 1, tức là cũng chỉ còn cách những cái mốc tiếp theo nó cũng khá là gần thôi. Vâng, tỷ lệ headshot là 13.45, 49%, ông này toàn bắn mọi người anh em ạ. Và lúc này tôi nhìn nhanh quá tôi cứ tưởng là 18%. Ok, chúng ta hãy cùng nhau đến với cả nhân vật để xem anh này đang sử dụng nhân vật gì. Đang sử dụng đó là Clue. Nhân vật thì mua cũng khá đầy đủ, thiếu 4 con Wolfra. Ôi, cái con Wolfra là cái con mà nhận miễn phí mà sao nhiều người không có nhỉ? Vâng, thời gian ở đây tôi không hiểu tại sao tôi review khá nhiều tài khoản mà không có nhân vật Wolfra. Trong khi rõ ràng là con Wolfra đấy là một nhân vật miễn phí và đáng lẽ là anh phải có chứ, kiểu nhân vật quốc dân ấy. Nhưng mà đợt đấy có vẻ như nhiều người không nhận cái con nhân vật này bởi vì đánh giá là kỹ năng của nó không quá mạnh. Ok, đây là đồ nữ, và nếu mà các bạn để ý một chút ấy, nhân vật Clue của chúng ta có hai mắt hai màu khác nhau, thì đây là một cái hội chứng khá là có thật ở ngoài đời. Và hai mắt hai màu khác nhau thì thực ra là con Clue này nó hay đội mũ nên chúng ta không để ý, và bây giờ thì review tài khoản này tôi mới nhìn kỹ nhân vật này nó có hai mắt hai màu khác nhau. Đồ đạc khá ngon lành, chúng ta vừa nhìn thấy quý cô băng giá và quý cô dây cót băng giá, rồi thì đây là tóc tiên, đầu hồng nhan này, và đầu hồng nhan đến từ quỷ vương và dây nhân. Đợt này anh em đang vận động là Gaina bán lại cái bộ này nhưng mà chưa thấy. Ôi, WAG Sam mới chơi này, không biết đây có phải là Sam thật hay là Sam fake nhỉ. Đây là tóc gái ngổ ngáo, mũ lily, một trong bộ đồ rất đẹp trong Gaina Free Fire. Và thời gian tới ấy, thì chúng ta sẽ có cái xưởng chế tác tiếp theo là bộ hồ ly này. Nó cũng là theo cái phong cách mà có tay cáo này, cũng như là, nhưng mà nó sẽ ít sexy hơn cái bộ lily này nha anh em nhá. Đây là tóc lão tử, rồi tóc voodoo, nón lá, có vẻ như đồ nữ không nhiều lắm nhỉ. Và có vẻ như chưa xứng đáng lắm với cái con số đó là 100 triệu, và tôi nghĩ là tài khoản 100 triệu đồ sẽ phải nhiều hơn. Nhưng mà để ý một chút thì tài khoản này có luôn ở trang phục huyền thoại, và thường thì những người mà đã mua rất nhiều đồ thì mới có trang phục huyền thoại. Và tôi nghĩ là anh chàng này chủ yếu chơi nhân vật nam, nhưng mà chúng ta đang review nhân vật nữ, một chút nữa chúng ta review qua nhân vật nam nha. Ok, đây là đồ công, đồ hào quang, rồi bộ lạc đầu lâu, cái áo mà đang mặc đó là áo nữ thần hoàng kim, áo này cũng khá ngon lành, gành đào, sứ giả thiên thần, huyết mộc lan, rồi đầu mũ sắt, băng che mắt, kính giang hồ, rồi đầu tuần lộc, mũ tù trưởng, con mắt Horus, các kiểu là điều đấy. Mũ thỏ vuông hồng ở bên nước ngoài họ dùng cái mũ thỏ vuông hồng thì nhiều cực, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta không dùng mấy. Có bạn thì sẽ thắc mắc là 18 tuổi làm gì ra 100 triệu thì nói chung là thực ra bây giờ tôi cũng thấy có nhiều bạn 16, 17 tuổi mà các bạn ấy đã có thể có thu nhập tới vài chục triệu một tháng rồi, thì có thể là các bạn ấy buôn bán hoặc các bạn ấy làm cái gì đấy. Nói chung bây giờ giới trẻ rất là giỏi, và nếu như bây giờ mà bạn 18, 19 tuổi mà bạn vẫn còn chưa làm ra tiền mà vẫn đang ăn bám bố mẹ thì có lẽ là các bạn cũng nên nghĩ một cách nào đó để mà có thể kiếm thêm. Có thể đầu tiên mình kiếm nho nhỏ thôi, tôi biết đâu từ những cái nho nhỏ đấy chúng ta lại biết cách làm sao kiếm được nhiều tiền đấy. Chưa chắc là bạn này là xin tiền của bố mẹ đâu, nhiều ông cứ thấy người ta ít tuổi xong rồi ác, người ta khủng lại nghĩ là người ta xin tiền của bố mẹ. Đợt trước chúng ta cũng có review tài khoản của một anh chàng 19 tuổi mà dạy chơi đàn đấy. Vâng, dạy chơi đàn, để anh chàng này cũng, anh chàng đấy cũng nạp vào trong game 70-80 triệu gì đấy.
Cái tài khoản của Bảo 2D này theo tôi đánh giá tương đối xịn, và tương đối xịn nhìn qua một số đồ, và tôi đoán là cái đồ của anh ta đa số để ở trong gói hoặc là để ở bên đồ nam. Tại vì thường là trong suốt một cái khoảng những cái bạn mà chơi cỡ từ năm 2019 ấy, thì đa số mọi người đều chơi mần nam hết. Tại vì là khi mà nhân vật Alok nó ra mắt vào cái chung kết thế giới ấy, thì từ hồi đấy đến giờ anh em toàn dùng nhân vật nam. Cho đến cái phiên bản OB22 này, khi mà kỹ năng chủ động chuyển được qua nhân vật nữ thì anh em mới bắt đầu quay trở lại nhân vật nữ nhiều hơn. Và cái điều này nó cũng khiến cho cái việc mà bán đồ nữ trong Gana FIFA này nó khó hơn là bán đồ nam. Đấy, đây là quý cô dây cót này, và quý cô dây cót hàn băng. Rồi thì hào quang tím này, cung phu tết, huyết mộc lan, quốc sườn xám, cái bộ huyết mộc lan này đợt trước mở dạng tốn kém khá nhiều tiền. Dây level up, rồi thì mũ nữ hiệp, rồi dây bóng rổ nữ. Cái bộ bóng rổ ấy ra từ lâu lắm rồi, sáp taekwondo. Cái bộ taekwondo, bộ đồ võ này bây giờ đang bán lại trong Gana FIFA. Ok, đây là gấu trúc này, rồi khủng long xanh, tiên hắc ám, khủng long gà, rồi khủng long bò sữa, khủng long Zila, khủng long minion, khủng long hổ, phượng hoàng áo dài, thiên nga dẫy chết, quý bà có chết, thỏ tím. Và bạn này có khá nhiều đồ áo liên quần nhỉ. Vâng, xịn sao con bò, không đùa đâu. Vâng, hơi xịn luôn đấy. Có rất nhiều hộp súng nhưng tôi nghĩ ở đây là những cái súng mà anh chàng này đã có cho mình skin vĩnh viễn rồi. Đây là gói tết tài lộc. Wow, còn nguyên cái combo tết tài lộc cái này là từ năm 2018 ạ. Vâng, từ cái tết từ lâu lắm rồi. Đây là gói DJ xóa và DJ quẩy, và hai cái bộ đồ cũng là thuộc dạng vòng quay bắn kim cương mà thuộc dạng đẹp, mà nó cũng ra mắt khá lâu rồi. Đây là sát thủ hỏa ngục, đại bàng vương, bộ đại bàng vương, rồi diều hâu bạc. Hai cái bộ đại bàng vương, diều hâu bạc này không có nhiều người sử dụng lắm, tại vì là mấy cái bộ này trông nó cũng không được đẹp. Đây là bộ lạc đầu lâu đây. Ok, đồ anh trai này khá xịn. Đây là gói phùng thị thủy. Vâng, tôi nghe tên của cái bộ này tôi vẫn buồn cười. Hồi Halloween năm ngoái, Halloween năm nay thì không biết là bên Gana tặng cái gì, nhưng mà cái Halloween từ năm trước mà tặng bộ ma tốc độ ấy, tôi thấy đẹp nhất. Cảnh sát thiên hà, ui, người nuôi thỏ đê ông, bộ đắt nhất ở trong cái sửa chế tác mà anh trai này không mở ra. Tương tự như vậy đó, gói ca nữ đỏ không thể mở ra luôn. Mấy cái đồ cấm vệ quân của cái thẻ vũ cực mùa trước, mùa lâu lâu rồi. Vâng, không phải mùa trước mà mùa trước nữa đi. Đây là Raphael sát thủ vô thanh. Vâng, suýt nữa thì mình nhìn thành sát thủ vô danh anh em ạ. Nhưng mà là phát sát thủ vô thanh. Đây là thợ săn quỷ, rồi áo hoàng kim. Tôi thấy anh chàng này có luôn cả cái bộ đồ đó, là cái bộ đồ gói hồng nhật mà anh chàng này cũng không mở ra luôn. Đây là gói sứ giả thiên sứ đến từ bộ Rararok, nhưng anh có lẽ anh chàng này cũng không dùng. Có khá là nhiều đồ nữ mà anh chàng này không dùng, có vẻ như là đồ nữ khá thừa thãi rồi. Đây là gói quỷ lửa nữ, và gói quỷ lửa nữ này thì trông nó khá đẹp đi, nhưng mà cũng không dùng luôn. Đấy, thì như tôi nói rồi, đa số là anh chàng này toàn dùng đồ nam, nên là cái đồ nữ anh chàng này không mở ra. Có luôn là mình bộ tử thần, như vậy là cũng là một người khá là chăm cây ở trong sự kiện vừa rồi. Đây là học viện tử dạ. Cái bộ này trông nó không được xịn như là học viện nam thạch, học viên nam thạch. Đây là gói taekwondo hoa khôi, rồi gói voodoo, rồi nữ cứu hộ. Và nữ cứu hộ thì trông nó cũng khá đẹp. Và cái bộ này thì hôm trước bán giảm giá 80% thì phải, nếu mà tôi nhớ không nhầm thì giá nó cũng tương đối rẻ. Thì có thể thấy là cái số lượng gói của anh chàng này là khá nhiều. Và cũng ông ấy có tận 6 cái mảnh kỳ bí ạ, vãi. Anh em nhìn thấy có 6 cái bánh răng không? Đây là thợ săn đầu lâu, và đây cũng là một bộ đồ mà nhiều anh em bây giờ kêu là nếu như bạn không có bộ đồ này thì chúng ta không cùng đẳng cấp. Đấy, bộ đồ này nó xịn xò lắm, bởi vì nó có cái hiệu đặc biệt. Thì cái bộ này ra cũng gần 1 năm rồi, thì không biết là năm nay thì bên Gana FIFA có ra bộ đồ huyền thoại nào mới hay không. Thì tôi cũng rất thích cái đồ, cái kiểu đồ mà có khả năng nâng cấp như này, nhưng mà giá nó đừng có chát quá, vì bộ này năm ngoái mọi người sở hữu mất 15-17 ngàn kim cương thì nó hơi chát quá. Vâng, bình thường thì chúng ta đâu có đầu tư nhiều bộ đồ, đầu tư nhiều tiền ở một bộ đồ như vậy đâu. Nhưng mà bộ này nó hơi đắt, được cái là hiệu ứng nó cũng đẹp, nhưng mà cái phong cách theo kiểu viễn tưởng này thì nó không phù hợp với server Việt Nam lắm, theo tôi nghĩ là như vậy. Thế nên là cái bộ này nó cũng có nhiều người dùng, có nhiều người mua rồi nhưng mà cũng không dùng. Thế có đợt mà tôi live stream ấy, nhiều anh em nhìn thấy anh em lại bảo là chú dùng bộ đồ gì nhìn lạ thế. Đấy, nó thấy nó mới hay. Bây giờ chúng ta cùng chuyển qua đồ nam nha, xem đồ nam anh chàng này có gì. Tôi tin là đồ nam sẽ là rất nhiều. Một phát vào phát thấy có đầu quỷ rồi. Đây là mũ graffiti lửa, ở phía trên ta thấy có mũ hồng nhật rồi đấy. Như tôi nói rồi, tất cả sở chế tác anh chàng này đều có và đều sử dụng, đó là bộ đồ đắt nhất ở trong sở chế tác mà thôi. Mũ vẹt xanh, rồi đầu tuổi hồng thơ ngây. Bộ này bây giờ thành đồ quốc dân. Đây là mũ hoàng kim nhật.
rồi có mũ tiểu tiên này, rồi mũ băng cướp, đây là mũ quỷ kiếm dạ xoa này, rồi có bộ Joker luôn, bộ thần tài, rồi đây là đầu huyền thoại nhưng mà chưa dùng được, đầu thánh vương. Đấy, tôi bảo rồi, đồ xịn sò lắm luôn. Đây là đầu thủ vệ báo thế giới ngầm, rồi thằng hề ma mị này, và bộ thằng hề ma mị em khá là ngon lành. Thực ra đây anh em đang kêu Gana bán lại bộ này nhưng mà tôi chưa thấy bán lại, có thể được tới mà khi Gana ra mắt cái bộ chúa hề mới thì bên Gana cũng có thể ra lại cái vòng quay này ấy chăng. Đây là độ quỳ lửa, phía trên chúng ta thấy có đầu thỏ neon, rồi gói đạo sĩ đỏ, rồi cái bộ cyberpunk màu vàng ròng. À, cái bộ cyberpunk cái gì nổi loạn đấy, độ xịn nhất ở trong cái sửa chế tác cyberpunk. Nhưng mà cái bộ đấy nhiều anh em chê nó xấu ấy, nhiều anh em không không dùng. Nên chính là cái bộ cyberpunk đấy là một trong những bộ mà theo tôi đánh giá là ế nhất trong Gana Free Fire. Còn cái đầu thỏ ác này thì nhiều anh em dùng này, tại vì cái mắt nó có cái màu cam vàng trông rất là ngầu. Đây áo thánh vương, rồi áo thích khách kim long. Nói chung là đây là những cái bộ đồ thuộc dạng ở trong top 10 những cái sửa chế tác đẹp nhất trong Gana Free Fire. Tôi có làm một cái video về top 10 sửa chế tác đẹp nhất trong Gana Free Fire rồi đấy. Anh em nào mà muốn tham khảo xem là những cái đồ mình dùng nó có đẳng cấp hay không thì anh em có thể xem ở đấy nha. Ok, chúng ta cùng nhau đến DJ xóa rồi sát thủ âm phủ này, bộ sát thủ âm phủ này. Thực ra bộ sát thủ âm phủ này tên tiếng nước ngoài nó là bộ Griffin cơ, tức là bộ gọi là con bàng sư, tức là con nửa đại bàng nửa sư tử ấy. Nhưng mà về Việt Nam thì Gana có lẽ thấy là cái tên ấy nó không quen thuộc cho lắm nên họ chuyển sang đó thành gọi là bộ sát thủ âm phủ, nghe nó cũng khá vần. Nhưng mà thực ra cái bộ ấy nó chả liên quan đến âm phủ cả. Đây là cái áo phông otaku, một trong áo phông mà nó rất nổi tiếng cái thời mà Gana Free Fire mới ra mắt. Nhưng mà có lẽ là không nhiều người để ý là có cái áo này. Tôi rất thích cái kiểu phong cách manga này. Ok, đây là những cái quần. Quần thì nó cũng sẽ đi liền với áo và mũ thôi. Nên là có bao nhiêu quần, bao nhiêu áo, bao nhiêu mũ thì nó cũng sẽ tương ứng như là ở trong tức là bạn có bao nhiêu cái áo, bao nhiêu cái mũ thì nó cũng sẽ tương ứng với số lượng quần và giày mà các bạn đang có. Bởi vì bây giờ đồ ở trong Gana đều ra theo bộ. Thực ra tôi thích là Gana bán những cái đồ lẻ hơn để chúng ta có khả năng phối đồ và sẽ có những cuộc thi phối đồ. Tuy nhiên thì bây giờ Gana toàn bán theo bộ nên là kiểu cái sự phong phú với cách ăn mặc nó không có nhiều trong cái game này. Ok, đây là bộ độ ông già Noel. Thì cái bộ này cũng đã khá hiếm rồi, ra từ Noel năm 2018. Và cái bộ này thì anh em, nhiều anh em đánh giá nó hơi cồng kềnh. Thực ra cái bộ này nó có một cái hay đấy là cái mặt ấy nằm ở phần bụng, còn cái đầu của nó chỉ là một cái mũ thôi. Thì cái bộ này nhiều anh em ngày xưa cũng hay dùng lắm, nhưng mà từ hồi hay có mấy ông kiểu ke đầu ke đít các kiểu hay thì mấy bộ này ít được dùng bởi vì trông nó hơi to. Đây là sư tổ NKV và ông này fan hâm mộ của KV à, và vãi cả nồi. Đây là Poring này, và ôi đặt tên con pet là Gao Bạc anh em ạ. Và chắc một fan hâm mộ lớn của Gao Bạc TV rồi. Trở lại với cả cái phần bộ sưu tầm nha. Đây là hòm xác và đang sử dụng hòm xác kim long. Đây là hòm xác đẹp nhất, ba lô gà, rồi chổi phùng thị thủy. Rồi đây là M451 lam sư điểu. Vâng, lần đầu tiên thấy có một người đổi lam sư điểu mà không có hồng sư điểu hay kim sư điểu. Ok, đang sử dụng đó là M451 rừng xanh. Có mình bộ phép thuật, có mình lễ hội, có mình cái hỏa ngục. Như vậy là cũng khá đủ rồi. Và có PC A lụ mời chơi, ông mày mời dai phết. Nãy đã mời một lần rồi, mình từ chối rồi lại mời lại anh em ạ. Đây là AWM thanh lịch này, rồi shotgun. Ôi, có sử dụng cho mình đây là shotgun chết chóc. Nhưng mà lại không dùng khẩu này. Và không dùng khẩu này, ông này đang dùng khẩu bom nổ. Cái này tôi biết tại sao rồi. Chắc là bạn này kiểu máu lên mua cái khẩu màu xanh là cây, khẩu chết chóc này, xong rồi cầm vào thấy thay đạn lâu quá. Thế là cuối cùng lại phải quay về sử dụng khẩu shotgun cùi. Đấy, trước tôi đã nói với anh em rồi. Anh em cứ phải xem những cái video so sánh súng của Ryaki Minh đi, thì anh em hẳn ra quyết định mua. Ông này là cái kiểu là nhìn thấy hai tầm xa với một tốc độ bắn thấy ngon ấy, thế là quyết định xúc khẩu đấy về. Xúc khẩu đấy về xong rồi thấy dành cả tuổi thanh xuân để thay đạn đấy, thế là thôi lại quay trở lại sử dụng súng cùi đấy. Như tôi hôm đấy tôi đã có khuyên anh em rồi, một là anh em cứ quất cho tôi khẩu màu vàng đấy, khẩu màu vàng là nó hợp lý nhất đấy, nó vừa sát thương to mà nó lại bắn không quá nhanh, anh em vẫn có thể bắn hết shot, bắn one shot được, và nó lại không sợ bắn trượt mà nó thay đạn lại cũng vừa phải đấy. Nhiều ông lại cứ máu chơi khẩu xanh lá cây, thấy nó tăng hai tầm xa, thích one shot các kiểu, xong rồi cầm vào bắn được mấy phát xong dành cả tuổi thanh xuân để thay đạn, thế là lại toang đấy. Tội không xem video của tôi khổ thế đấy. Ok, trở lại với cả phần review súng, chúng ta thấy có rất nhiều scar, có rất nhiều scar, bộ scar gọi là đẳng cấp titan rồi.
rồi Ska thần tình yêu các thứ đều đủ hết, nhưng mà đang sử dụng Ska thần tình yêu hay là MP40 do lục truyền lam cơ đỏ đổ bộ này luôn. Và có cho mình đó là cái Groza Giáng sinh, ở phía trên có khẩu Groza Hip Hop nữa. Và có vẻ tài khoản bạn này đúng 100 triệu thật, bởi vì chúng ta thấy là có MP40 cơ khí này, phục sinh này, sấm sét này, ma mị này, truy sát này, đủ hết mà không thiếu một khẩu MP40 nào. Có khẩu Giáng sinh luôn, khẩu Titan, khẩu game thủ, nhiều thật. Và có vẻ như bạn này thuộc dạng nhà siêu tập súng rồi. Đây là chảo, có cái chảo dưa hấu, tức là cái chảo huyền thoại mới ra mắt trong ngày nào FIFA. Rồi SKS báo đốm này, và cũng khá xịn sò. Đấy, nhưng mà tiếc mỗi quả là tự nhiên lại mua khẩu xanh lá cây, đóng cho tôi khẩu vàng hoặc là khẩu đỏ của M04 vào thì dùng nó phải gọi là đến Tết luôn. Thực ra tôi bắn thử khẩu vàng mấy hôm nay bắn thấy ngon lắm anh em ạ. Đấy, nó không bị quá nhanh khẩu màu đỏ. Khẩu màu đỏ tất nhiên là dân pro mà có khả năng găm tâm tốt người đối phương thì cứ xài khẩu màu đỏ thôi. Nhưng đấy, tôi bảo với bạn rồi, trước khi các bạn mua bất kỳ cái gì, lên kênh của Ria Gaming xem để xem là mình có nên mua cái đồ đấy hay không. Tôi là một người review thuộc dạ rất có tâm đấy. Tôi không xem mua khẩu xanh hà cây xong rồi về lại quay lại sử dụng khẩu súng cùi. Đấy, khổ lắm. Bây giờ hết kim cương để mà đú sang khẩu vàng rồi, cũng hơi khổ. Ok, chúng ta đây là bom keo và chúng ta có rất nhiều loại bom keo. Hôm nay có bom keo thần hộ mệnh luôn. Bom keo này mới ra. Bom keo này hôm trước chúng ta phải thông qua một sự kiện nhận được. Đây là thỏ siêu tốc rồi túc túc sắc màu sặc sỡ. Và xe này trông màu buồn cười là và nó theo kiểu phong cách Thái Lan, có luôn cả hai xe thể thao lẫn cả xe thính. Và mảnh thì bạn này thuộc phe bóng tối nha anh em nhá. Ok, chúng ta cùng xem về các thành viên. Bạn này đang là kỳ cựu của quân đoàn 6789, một kỳ cựu sinh năm mới năm nay 18 tuổi, khá là trẻ. Và cái chỉ huy của quân đoàn này là bạn Moon. Và kỳ cựu thứ hai là Muội. Và Muội chứ không phải là Muội, và đặt đọc tên khá khó. Đây là Sandy. Nói chung là quân đoàn này cũng toàn những người mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ thì phải. Mặc dù tôi nhớ là ngày xưa là từng có một cái team của quân đoàn này tham gia tay to buổi tối, nhưng mà có lẽ là bây giờ họ còn ở trong quân đoàn này hay không thì chính tôi không biết nữa. Và đây là một quân đoàn mà có vẻ đang khá phát triển với 37/50 thành viên. Hiện tại các thành viên đều có cái lượng điểm đóng góp điểm danh dự rất là cao, thậm chí có người lên tới gần 50.000 điểm. Ok, và đó là phần review của mình về tài khoản bạn 6789 bảo 2D. Và tôi không biết tại sao lại bảo 2D. Và nếu như các bạn thấy những cái video review tài khoản của mình hay, đừng quên để lại mình một like, một subscribe được đẹp trai và được xinh gái nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video review cao lần sau. Bye bye.